Chào tất cả mọi người. Nhiều bạn thì nhắn tin riêng cho mình hỏi là thời điểm này tại Dinh Độc Lập thì như thế nào. Đây các bạn, rất đông nha, và dòng người đang đổ về Dinh Độc Lập ngày càng đông rồi mọi người. Rất nhiều người đang xếp hàng để vào tham quan Dinh Độc Lập. Lực lượng chức năng đã xuất hiện rất đông, nhưng mà với lượng khách như hiện nay thì đang bị quá tải. Đường thì xe cũng rất nhiều nha mọi người. Đây mình đang quay ở trước đoạn đường Tam Kỳ Nghĩa Hàng Thiên cho mọi người xem. Đây rất đông nha. Đây còn cờ đỏ sao vàng xuất hiện rồi. Bây giờ đã là 10:19. Lượng xe vẫn không ngừng đổ về, và lượng khách du lịch cũng đang đổ về tại trung tâm của quận 1 cũng như tại Dinh Độc Lập nha mọi người. Và đây mình đi quay gần hơn để mọi người xem nha. Quay thực tế luôn, không có cắt ghép bộ phim nào trong này hết, không lồng nhạc gì luôn. Đây hôm nay rất vui nha, lực lượng chức năng thì rất đông để điều tiết xe. Ta đi trong nguồn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say. Thành đồng ơi sắc son đã vang khai hoàn.